Trời ơi, cái chỗ này chỗ gì mà nó sung quá trời quá đó. Trung tâm thương mại huyện Châu Đức, trên đường về Sài Gòn thì tối ghé đây nè, ghé đây kiếm gì ăn. Quá trời bụi, trà sữa. Thực sự là ở đâu cũng vậy, ở chỗ này nhưng mà thì phải, quá trời là sung túc. Bò né chân gà, chân gà chả tắt, rất là vui, quá trời luôn, quá trời quá đất luôn. Trung tâm thương mại huyện Châu Đức, ốc rêm 40.000, thấy chưa? Cháo hào nước, trời rất là sung. Cá viên chiên, quá trời luôn, quá trời luôn, ăn thức uống luôn, quá trời luôn. Thanh niên nam nữ ăn ngợp trời luôn, quá quá trời là cười. Oh wow, thấy chưa, thành phố Bà Rịa về đêm Đà Lạt thanh niên. Nói như vậy để hiểu rằng cái đời sống của người dân mình rất là ok, có nghĩa là hàng đêm người ta ra đây hoặc ăn uống rồi đủ thứ, hộp gà nướng. Ủa mấy trời ơi nhiều lắm, khủng khiếp luôn. Trà chanh rô ri, trà sữa sinh tố, ô ngọc tím, lẩu thái, cá viên chiên. Thực sự đi mới mở mang, mình chỉ ở thành phố không mình không biết, thì hầu như tất cả mọi người ở đây đều là vậy. Thực sự là vui ăn lộ thiên, quá trời chưa, là vui ha mọi người. Đi để cho biết thế nào là lo đất nước mình thành thú. Wow, là gì đây, cá viên chiên vừa tắt rau má, quá trời luôn, không có biết đường nào mà mò, quá trời quá đất. Hả? Đi đâu vậy? Ngồi đâu? Bãi bãi đâu? Bãi bãi chung vô đây các bác. Đồ bà. Thấy đồ ăn quá trời các bác chung. Mấy bà này chung đâu mất tiêu hết trơn rồi. Đó, thấy chưa? Trai gái đùm đề rừng nào ra suốt. Quá trời lớn luôn. Đây này, quá trời chưa, kinh khủng. Quán bắp xào hột gà nướng, quá trời luôn. Thực sự đây trung tâm thương mại huyện Châu Đức, kinh khủng chưa, quá trời chung, rất là vui, rất là vui.
quá trời đông, mọi người đi ăn đêm. Chỗ nào cũng cô bánh tráng, cô móm. Có nhiều cái tên. Ok. Đâu? Quá trời quá đất luôn. Trời đất ơi, thực sự là mình thấy mình choáng ngợp luôn. Rồi ok, quay làm tư liệu. Ok mọi người ha, quá trời quá đất. Vừa tắt rau má, cá duyên kia quá trời quá đất. Trời ốp lưng phụ kiện kìa. Ồ, kinh khủng chưa. Ốp lưng phụ kiện. Trời ơi. Thấy chưa, không có gì, không có đây. Chợ đêm vui quá. Ok, thôi tạm biệt mọi người nha.